năm thay đổi nhỏ, tạo nên bước đột phá cho bạn trong năm mới. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình vào năm 2024, hãy gửi lời chào đến năm quyết tâm này. 1. Nuôi dưỡng thói quen học tập liên tục. Thành công không phải đích đến mà là cuộc hành trình đang diễn ra. Trong một thế giới không ngừng phát triển, cách duy nhất để bạn luôn phù hợp và trở nên giàu có là không ngừng học hỏi. Bạn nên thực hiện thế nào? Đầu tiên, dành thời gian cho việc học, dành thời gian cụ thể mỗi ngày hoặc mỗi tuần cho việc học. Đó có thể là đọc sách, các khóa học trực tuyến, nghe podcast hoặc tham dự các buổi hội thảo. Thứ hai, đa dạng hóa kiến thức của bạn, đừng chỉ tập trung vào lĩnh vực của bạn, hãy khám phá các chủ đề đa dạng. Điều này sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn và khơi dậy sự sáng tạo, dẫn đến tư duy đổi mới giúp bạn giải quyết vấn đề. Thứ ba, áp dụng những gì bạn học được, kiến thức là sức mạnh tiềm tàng và nó sẽ trở thành sức mạnh thực tế khi được áp dụng. Hãy cố gắng thực hiện ít nhất một điều bạn học được mỗi tuần, dù là mẹo tăng năng suất, sức khỏe hay kỹ năng giao tiếp. Thứ tư, suy ngẫm và điều chỉnh, vào cuối mỗi tuần hoặc mỗi tháng, hãy suy ngẫm về những gì bạn đã học được và nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn. Điều chỉnh kế hoạch học tập của bạn khi cần thiết để tập trung vào các lĩnh vực mang lại giá trị cao nhất. Coi việc học tập liên tục như một lựa chọn lối sống sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nó giúp bạn tăng khả năng thích nghi, đổi mới và năng động. 2. Xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe thể chất. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của sức khỏe thể chất đó là nền tảng của hạnh phúc tổng thể và chất lượng cuộc sống. Sức khỏe thể chất tốt giúp nâng cao tinh thần minh mẫn, ổn định cảm xúc và cho phép chúng ta tham gia đầy đủ hơn vào mọi hoạt động của cuộc sống. Bước sang năm mới 2024, hãy thử tập trung vào quá trình hơn là kết quả. Dưới đây là một số mẹo bạn có thể cân nhắc triển khai. Đầu tiên, tập thể dục thường xuyên, hãy hướng tới một nhiệm vụ dễ dàng như 10 phút hoạt động thể chất vừa phải mỗi ngày, sau đó tăng thời gian khi đã hình thành được thói quen. Ngoài ra, đừng bắt đầu bằng việc làm điều gì đó bạn ghét. Hãy tìm một bài tập bạn yêu thích, có thể là chạy bộ, bơi lội, đạp xe hay tham gia lớp học khiêu vũ. Thứ hai, dinh dưỡng cân bằng, tập trung vào chế độ ăn nhiều thực phẩm nguyên chất, chẳng hạn như trái cây, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt tránh thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường và chất béo không lành mạnh. Thứ ba, cung cấp đủ nước. Đủ nước là điều đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì mức năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh. Thứ tư, nghỉ ngơi và phục hồi. Kết hợp những ngày nghỉ ngơi vào thói quen tập thể dục để cơ thể phục hồi. Khi bạn làm mọi thứ quá sức, bạn sẽ chỉ nhanh chóng bỏ cuộc hơn mà thôi. Hãy tập trung vào tính nhất quán không phải cường độ. Đầu tư vào sức khỏe thể chất của bạn không phải điều xa xỉ mà thực sự cần thiết. Bằng cách duy trì một cơ thể khỏe mạnh, bạn đang tạo tiền đề cho một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn và có khả năng tận hưởng những điều bạn yêu thích cao hơn. 3. Tập thói quen nuôi dưỡng những mối quan hệ có ý nghĩa. Những mối liên kết mà chúng ta xây dựng và duy trì không chỉ mang lại niềm vui mà còn cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta chúng thực sự quan trọng hơn tiền bạc hay thành công trong sự nghiệp nuôi dưỡng những kết nối có ý nghĩa với gia đình bạn bè và đồng nghiệp không chỉ mang lại sự dễ chịu mà là nền tảng cho sức khỏe tinh thần và sự hài lòng trong cuộc sống nói chung vì vậy bạn hãy tham khảo qua những cách này nhé đầu tiên dành thời gian chất lượng cam kết dành số giờ tối thiểu mỗi tháng để kết nối với những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Đó có thể là bữa tối bên gia đình, hẹn hò cà phê với bạn bè hoặc gọi điện để trò chuyện. Thứ hai, lắng nghe tích cực, thực sự tham gia vào các cuộc trò chuyện thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói. Thứ ba, thể hiện sự cảm kích, thường xuyên thể hiện lòng biết ơn với những người xung quanh. Một lời cảm ơn đơn giản, một lời khen chân thành, hoặc sự thừa nhận sự hỗ trợ có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn. Thứ tư, giải quyết xung đột một cách xây dựng, giải quyết những bất đồng hoặc hiểu lầm bằng cách giao tiếp cởi mở và trung thực, tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau và giải pháp có lợi cho tất cả những người tham gia. 4. Phát triển các thói quen tài chính tốt. Tiền không phải là điều quan trọng nhất đối với hạnh phúc của chúng ta, nhưng nó chắc chắn không phải là không quan trọng quản lý tài chính một cách khôn ngoan sẽ giúp bạn có được sự an toàn và tự do lâu dài vấn đề không chỉ là số tiền bạn kiếm được mà còn là cách bạn phân bổ đầu tư và tiết kiệm chúng hãy biến năm mới thành năm bạn phát triển những thói quen tài chính tốt đầu tiên tự giáo dục bản thân đầu tư thời gian để hiểu các khái niệm tài chính cơ bản bằng cách đọc sách theo dõi tin tức tài chính và cân nhắc tham gia các hội thảo hoặc khóa học Thứ hai, lập ngân sách và theo dõi chi tiêu, tạo ngân sách thực tế và bám sát nó. Theo dõi chi tiêu, giúp bạn xác định những lĩnh vực mà bạn có thể cắt giảm và tiết kiệm được nhiều hơn. Thứ ba, xây dựng quỹ khẩn cấp, có khoản tiết kiệm đủ để trang trải ít nhất 3 đến 6 tháng, cho chi phí sinh hoạt cho những trường hợp không lưỡng trước được. Thứ tư, đầu tư khôn ngoan, tìm hiểu về các lựa chọn đầu tư khác nhau và xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Hãy nhớ rằng, đầu tư là một chiến lược dài hạn. Thứ năm, lập kế hoạch cho tương lai, đặt mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Điều này bao gồm lập kế hoạch nghỉ hưu, tiết kiệm mua nhà, hoặc lập quỹ học đại học cho con. Năm. Xây dựng thói quen suy ngẫm hàng ngày. Suy ngẫm hàng ngày cho phép chúng ta tạm dừng suy ngẫm về trải nghiệm của mình và hiểu rõ hơn về cuộc sống xung quanh đó là một cách mạnh mẽ để bạn theo dõi sự tiến bộ của mình hiểu được cảm xúc của bản thân và làm rõ suy nghĩ đầu tiên đặt lịch thường xuyên để viết nhật ký dành một vài phút mỗi ngày để viết nhật ký sự nhất quán này là chìa khóa để bạn biến nó thành thói quen thứ hai suy ngẫm về một ngày của bạn hãy viết về những trải nghiệm cảm xúc thành tích và thử thách của bạn. Thứ ba, đặt mục tiêu và xem lại chúng, sử dụng nhật ký của bạn để đặt mục tiêu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thường xuyên xem xét các mục tiêu này để theo dõi tiến trình của bạn và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Thứ tư, giải quyết vấn đề, khi đối mặt với thử thách, hãy sử dụng nhật ký của bạn để tìm ra giải pháp. Viết ra các vấn đề và giải pháp tiềm năng giúp chúng dễ quản lý và rõ ràng hơn trong cách nhìn nhận